Lê Công Định nói gì về phiên tòa xét xử Uyên Nguyễn? Trả lời Đài Á Châu Tự Do RFA về việc Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng đối với Uyên Nguyễn dự kiến vào ngày 20 tháng 7 năm 2018 tới đây. Luật sư Lê Công Định đã nói rằng trước áp lực về ngoại giao của phía Hoa Kỳ thì buộc lòng nhà cầm quyền Việt Nam phải đem ra xét xử và như thế mới cũng mới có cái cớ để trả tự do cho anh Nguyễn. Bởi vì một khi đã bắt giam người ta và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì không có lý do gì mà không xét xử, trừ phi phải đình chỉ vụ án. Trong trường hợp nếu đình chỉ vụ án thì nhà cầm quyền Việt Nam còn gì là mặt mũi nữa, cho nên buộc lòng họ phải xét xử và phải mở cửa phiên tòa. Như thường lệ, những thông tin luận điệu chống phá, xuyên tạc sự thật của vị luật sư từng lĩnh án 5 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đã nhanh chóng bị nhận diện. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2018, Win Nguyễn đi uống cà phê tại quận 1 và đọc tin qua điện thoại thì biết cuộc biểu tình trái phép đang diễn ra tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ. Nguyên Nguyễn đón xe đến khu vực này và hòa vào đám đông tràn xuống lòng đường để tiến vào trung tâm thành phố. Tại đây, Nguyên Nguyễn lấy điện thoại quay chụp hình và đưa thông tin về cuộc biểu tình trên Facebook cá nhân và mạng xã hội Twitter. Trên đường đi bị lực lượng công vụ chặn lại, Nguyên Nguyễn tiến lên đầu yêu cầu lực lượng công vụ tránh đường cho đoàn biểu tình nhưng không được chấp nhận. Nguyên Nguyễn liền kêu gọi mọi người xô đẩy và phá hàng rào cảnh sát trên đường Nguyễn Văn Chỗi để tiếp tục tiến về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đến 13 giờ cùng ngày, khi đoàn biểu tình đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chí Thắng, thì có 4 ô tô cảnh sát chặn ngang đường. Một số người biểu tình ném chai nước vào lực lượng cảnh sát. Nguyên Nguyễn tiếp tục yêu cầu rời xe cảnh sát cho đoàn biểu tình đi qua nhưng không được chấp thuận. Nguyên Nguyễn liền trèo lên xe bán tải kêu gọi mọi người trèo qua các xe để tiếp tục tiến về trung tâm thành phố. Lúc này, đoàn biểu tình đang có người dùng tay rung lắc để lật đổ xe bán tải của cảnh sát. Nguyên Nguyễn cũng tham gia để lật xe nhưng không lật được. Sau đó, Nguyên Nguyễn tiếp tục rời các xe gắn máy dựng chắn trên lề đường để lấy đường cho người biểu tình đi qua và kêu gọi mọi người cùng làm với mình. Và đoàn biểu tình tiếp tục tiến về thành phố. Sau đó, Huy Nguyễn bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Huy Nguyễn biết rõ việc tham gia biểu tình ở Việt Nam là trái phép và anh ta cũng chưa nghiên cứu về luật đặc khu hay luật an ninh mạng để biểu tình phản đối. Huy Nguyễn cũng biết rõ hành vi bạo động là hành vi phạm pháp luật nhưng vẫn dẫn đầu kêu gọi mọi người có hành vi bạo động chống lại lực lượng điều hành giao thông và giữ gìn trật tự. Có thể thấy hành vi phạm tội của Nguyên Nguyễn là rất rõ ràng, đã gây ra cản trở ách tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ, liền từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trên các tuyến đường giao thông của Việt Nam. Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bắt giữ và xét xử Nguyên Nguyễn về tội gây rối trật tự công cộng là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng luật pháp Việt Nam. Quá trình khởi tố điều tra, cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ chứng minh hình ảnh vi phạm tội của Nguyên Nguyễn. Hơn nữa, trong quá trình bị bắt tạm giam, phục vụ công tác điều tra, chính Nguyên Nguyễn cũng đã tỏ rõ sự ăn năn hối hận và thừa nhận hành vi phạm tội do bản thân mình gây ra. Cho nên việc cơ quan điều tra nhanh chóng kết thúc điều tra và đề nghị truy tố xét xử đối với Nguyên Nguyễn là hết sức bình thường, hoàn toàn đúng với các quy định của pháp luật. Và rõ ràng luận điệu mà Lê Công Định cho rằng trước áp lực về ngoại giao của phía Hoa Kỳ thì buộc lòng nhà cầm quyền Việt Nam phải đem ra xét xử và như thế mới có cớ để trả tự do cho anh Nguyên Nguyễn là hoàn toàn bịa đặt và không có cơ sở.